shipper ha, thành cái shipper quý vị sẽ chế tạo thẳng cái thùng luôn nè. Chiếc cường sẽ kiếm một chiếc để chiếc cường chạy shipper, nhưng với điều kiện chiếc xe đó phải có đề. Bây giờ xin mời Thái Trinh ra ngủ cà phê, chứ để mời đi quay quá trời không cho cái chân uống cà phê của diễn giả nói chiếc cường keo quá đi rồi quay xong mới uống như vậy đó. Mới ra quán cho từng cái số để được trải nghiệm chiếc hạt lây có thuyền, và đây cũng có chiếc hạt lây hai chiếc luôn. Là chiếc này thì là chiếc dòng Adventure GS và cũng có gắn thuyền luôn. Và không biết cái này là không biết ông làm cái này giống như bán chắc ông chủ thì cái bài bán cà phê bị rắn quá, ông đi bán kẹo kéo hay sao á, có treo đèn luôn. Hôm nay thì Thiết Cương ra đây là mời bé Trinh, tại vì bé Trinh đã cho Thiết Cương trải nghiệm một chiếc Seban RR rất độc đáo của cô ấy, và bây giờ Thiết Cương phải mời cô ấy ra đây để kiếm một chiếc xe cho cô ấy trải nghiệm. Và Thiết Cương sẽ ra đây đón bé Trinh tới để vào cùng xem những chiếc mô tô độc đáo của quán cà phê trên từng cái số. Địa chỉ là ở số đường số 34 nha quý vị. Khu vực này là hay hôm nay gọi là gì? Quận Bình Tân. Đó. Rồi, ra đây đón mấy Trinh. Rồi. Rồi, tắt vô đây. Quá ngầu luôn quý vị ơi. Gái chạy chiếc N3 rất là độc đáo. Rồi. Xin mời em vô tham quan quán cà phê trên từng cái số. Rồi sau đó anh em mình sẽ bàn về ngồi bàn về xe ha. Rồi xin mời em. Rồi vô đây giới thiệu với Trinh, đây là một chiếc, em biết chiếc này chiếc gì không? Chiếc này chiếc CD cổ quá nha. Đó, CD cổ rất là cổ điển. Và chiếc này thì Thiết Cương thấy thì nó giống như một chiếc 65 rồi đó. 65 mà hồi đó nhập cảnh về Việt Nam mình chỉ có 50 con khói thôi, mà chiếc này anh nghĩ là phải 125 á. Rồi đây có một chiếc Kawasaki, dòng này dòng giống như mấy chiếc gì MSX bây giờ các bạn trẻ hay chạy giống trên, nó nhỏ nhỏ giống á, nhưng mà của hãng Kawasaki. Chiếc này không con nha, chiếc này không con nha, chiếc này có review rồi của một bạn thầy giáo ở trên Tân Bình á, chiếc này không con, nữ chạy rất là hợp. Đây thì có một chiếc Harley Davidson, chiếc này thấp á ha, đâu em lên rồi em ướm thử á, chiếc này thấp lắm, thấp không, thấp dễ chạy lắm. Không tôi mới trình chiếc này thấy hợp quá. Rồi em nó vừa vừa. Còn đây có một chiếc mô tô dẫn đường. Chiếc này là một chiếc Gouin. Gouin của hãng Honda. Còn đây chiếc này là chiếc gì? Chiếc biết không? Không biết hả? Chiếc này bốn bánh nha. Kiểu địa hình. Đúng, chính xác. Sao biết hay vậy? Kì có chữ VTWIN 1000 kìa. Đó. Cái này dòng này là dòng mà đi địa hình á, đi sa mạc đồ á, đẹp lắm. Cái này trên khu du lịch Du Hành Mi màu trắng ở trên Phan Thiết á, anh đã có trải nghiệm qua thử rồi. Rồi, rồi đây. Và chiếc này độc đáo, nó là di động nó rất là cao.
À, cái đường giữa sao cao dữ thần trời. Cái đường giữa nó cao quá. Để anh ngồi thôi. Cái này dòng di động cao này người ta hay gọi là dòng Chicano em thấy không? Cái từ gọi là Chicano. À, những người đi chiếc hạt lay thích cái dòng cao này nè. Thì đi đường xa không biết có bị mỏi nách không ta. Cái này anh chưa chạy thử bao giờ. Rồi đây. Có một chiếc này là chiếc gì ta? Thấy không? 2.10. Ép đó hả? Dạ đúng rồi. Ép mà độ phải không? Đúng rồi, này 4 thầy xe độ. Đây chiếc cọc cào. KTM này á là giới thiệu với Trinh là nó là trong các dòng xe á mà cào cào á, là cái KTM này là một trong những dạng hàng hiệu á chuyên cào cào em. Nó là một hãng xe của nước Áo. Của nước Áo. Mà không biết sao ông chủ ông đưa lên trên chọn được hay thiệt chứ. Có cái ben lên. Có cái ben. Và đây là chiếc gì đây? Hai hãng này là Rider. Rider. Của các bạn trẻ bây giờ rất là hay chạy ha. Rider. Chiếc kia. Nó là CT. Biết luôn hả? 125 hả? Trời ơi. Cứ vậy, Tiết Cương định là tới đây để giới thiệu cho Trinh biết cái dòng xe cuối cùng mà bạn Trinh còn gành hơn Tiết Cương nữa. Biết hết luôn. Là chiếc này biết luôn không? Cái này là Rider. Một cặp Rider luôn đúng không? Một cặp Rider. Rider. Ở đây kia có chiếc xe nhỏ xíu cưng vậy. Ở đây thì Tiết Cương có thấy có một chiếc mô tô còn rất là dễ thương. Nó giống như chiếc Rebel con á mà độ hạt lay. Và chiếc này thì Tiết Cương nghĩ chỉ để trưng bày thôi, chứ chiếc này mà bé Trinh leo lên thì chắc xe chạy cũng không đi nổi đâu. Rồi đây có hai chiếc hạt lay độ quá dữ luôn. Em biết chiếc giữa là chiếc gì không? Trinh biết chiếc này chiếc gì không? Hạt lay mà độ khủng á, nó giống như phim Ma Tốc Độ vậy đó. Chiếc này thì bữa anh có review lần rồi, trụ anh chạy á khó chạy lắm, chạy cổ nó hơi cao mà nó nặng lắm, di động nặng lắm. Nhưng mà chiếc này nó được độ rất là kỳ công, thấy không? Vẽ bình xăng nè, rồi yên hay mét nè, rồi máy độ từng chi tiết, chân thắng chân số độ rất là kỳ công luôn hết. Nói chung là chủ xe độ này rất tâm huyết. Và cái đầu có cái đầu của Tiết Cương ngắn trước thấy ghê không? Đây này dòng CVO. Rồi qua đây thì thấy có một chiếc chiếc này là chiếc gì ta, để tôi coi mà ba bánh luôn nha, một bánh trước hai bánh sau, rất là ngầu hạt lay luôn. Còn bên kia chiếc gì ở trên? Trời ơi, Trinh ganh hơn Tiết Cương luôn. Chiếc H2 đó là gọi là dòng Ninja đó, một trong những dòng xe gọi là đắt tiền của Kawasaki. Hình như giá của nó là trên 1 tỷ đúng không em? Dạ đúng rồi, giá trên 1 tỷ. Và chiếc này thì nó khác chiếc Z1000 của bé Trinh. Biết khác gì không? Khác dòng. Cái của bé Trinh là dòng nét, còn cái này là dòng sport. Dòng nét là mình ngồi á nó thoải mái, còn này dòng nét này, còn này dòng sport thì mình ngồi nó bị tròn. Nhưng mà đi đường xa xuống lắm, nước gió độ cao xuống lắm. Và đây thì Đức Cương thấy đây có một chiếc cao cao cũng trên từng cái số luôn đó, cao cao trên từng cái số. Độ cao chạy xuống địa hình xuống lắm. Và đây chiếc màu tím này là gì ta? Chiếc này chắc mua iPhone 14 được tặng quá.
tông nó tông tím màu đen của 2023 đó. Và đây có một chiếc Sa chia đầu dẹp đó, chủ nhân cũng đưa lên đây. Mà lấy chân thấy Sa chia có gì lạ không? Kỹ có gì lạ không? Chưa phát hiện hả? Đây thấy độ một gấp không, gấp đơn á. Ừ, ghê không, nhìn ghê không, chứ Sa chia gì của nó là gấp đôi mà nhỏ nhỏ đó, nhớ không? Cái này gấp mà quá bự này không biết của xe gì luôn, gấp của xe nào nữa, giống của xe em luôn hả? Cũng giống phải không? Ô, cuối cùng quay đó hẹn ra được hả, độ gấp đơn của em nờ quá dữ. Chiếc này chạy bằng dây cu ro chứ không phải chạy bằng sơn, thấy không? Đọc ha. Như vậy là sơ lược qua một số xe của quán cà phê trên từng cây số thì Tiết Cương có một số xe giới thiệu với Trinh, nhưng mà cũng có một số xe thì bé Trinh giới thiệu cho Tiết Cương biết ngược lại. Giống như đây là một chiếc CT 125 rất là độc đáo. Trời, xe không có để đạp ông ơi, tôi thấy xe nào đạp tôi dội lắm, chân yếu vậy ơi. Xe nào mà thấy đạp là Tiết Cương thấy không ham rồi đó, phải có đề. Chiếc này mà công nhận cái xe này thiết kế đẹp nhất là cái bô quý vị, rất là độc đáo. Nhật Bản họ chế mỗi cái loại xe nó có một cái tính năng giống như chiếc MD á, để chở hàng, còn chiếc này nó cũng kiểu giống MD ha. Nhưng mà chắc ở nghĩ ở bên Nhật họ sẽ đi thì chắc để dành giao đồ ăn hay gì ha, dành để shipper ha, dành để shipper quý vị, chế tạo thẳng cái thùng luôn nè. Mỗi chiếc Cương sẽ kiếm một chiếc để chiếc Cương chạy shipper, nhưng với điều kiện chiếc xe đó phải có đề. Bây giờ xin mời nói Trinh ra ngủ cà phê chứ để mời đi quay quá trời không cho cái trên uống cà phê. Quý diễn giả nói Tiết Cương keo quá, nhưng mà sợ nhiều khi quay xong mới uống quý vị hả, chứ không có kịp mời á, thành ra quý vị nói là Tiết Cương không có mời. Rồi xin mời nói Trinh ra ngoài kho đào. Chiếc H2 đã nổ máy sẵn và bây giờ sẽ cho bé Trinh trải nghiệm đúng như lời hứa là Tiết Cương sẽ cho bé Trinh trải nghiệm thử một chiếc xe bên quán cà phê trên đường số. Xin mời bạn xuống lên. Phát biểu cảm tưởng ơi, sao đã hả? Nhưng mà cái cổ lái sao hơi nặng á, hơi nặng là theo anh nghĩ là em chưa quen quý vị, tại những cái dòng sport này không phải là dễ chạy nha quý vị, như là bé Trinh là dám chạy với Tiết Cương là thật sự chưa chạy bao giờ luôn đó, thành ra chạy được với cái phần cái yên nó hình như hơi cao phải không? Dạ vừa rồi, vừa phải không? Yên nó vừa, nhưng mà do bé Trinh cũng mới chạy xe này lần đầu tiên dòng sport cho nên cũng hơi khó khăn lúc đầu thôi, nhưng mà sau khi quen rồi chạy cảm thấy sướng ha. Dạ đúng rồi. Rồi như vậy là hôm nay là giữ đúng lời hứa, Tiết Cương mời bé Trinh ra uống cà phê và được trải nghiệm thử một chiếc xe của quán trên một cái số. Nếu quý vị giả có dịp nào đi ra Bình Tân Canh Lửa thì cứ đến đường số 34 ha, hỏi người ta quán cà phê trên từng cây số để ngắm những chiếc xe mô tô rất độc đáo của ông chủ yêu xe. Và bây giờ thì mời Đức Trinh vô uống cà phê. Chào tạm biệt quý vị đã theo dõi clip, hẹn gặp lại clip sau. Xin chào.